Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong một cái đề gọi là đề tuyển sinh của lớp 6. Thì không biết ở địa phương của các em thì cái việc mà vào lớp 6, tức là các em hết lớp 5 rồi, sẽ chuyển cấp, tức là chúng ta sẽ lên cấp trung học cơ sở là như thế nào. Còn riêng cái địa phương của thầy thì đã có cái công văn của Sở Giáo dục Đào tạo, đó là cái kỳ thi vào lớp 6 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6. Đó, như vậy thì vào ngày 10 tháng 6 thì các em sẽ thi. Tùy theo sở thì có sở sẽ thi 4 môn. Tuy nhiên sở của thầy sẽ thi 3 môn, đó là môn toán này, môn tiếng Việt và một môn đó là môn tiếng Anh. Đó. Thì không biết các cái sở khác họ thi như thế nào. Và theo thông tin thì thầy cũng nắm có một số cái sở thì không phải gọi là kỳ thi mà gọi là khảo sát. Đó. Vậy thì tóm lại, dù nó gọi là kỳ thi hay là khảo sát hay cái gì nữa thì chúng ta cũng sẽ trải qua một cái bước như thế này, được chưa? Và hôm nay thầy giới thiệu cho các em cái đề này là đề mang tính chất nâng cao rất là nhiều nha. Bởi vì chúng ta sẽ gặp những dạng toán mà có thể ở lớp 5, suốt cái quá trình mà thầy cũng như các em học đó, chúng ta chưa từng gặp nó, được chưa? Rồi, và bây giờ không linh tinh linh thuyên nữa, chúng ta sẽ vào nội dung của đề thôi. Chiu. Rồi, chúng ta vào bài số phần A này. Phần A người ta cho mình chọn cái đáp án đúng ghi vào giấy thi. Đó, tức là chúng ta sẽ làm trên cái tờ giấy thi nhá. Cho các câu hỏi sau, được chưa? Rồi, câu 1 này. Tỷ số phần trăm của 135 và 200. Đó, vậy thì các em đã biết về cách tính rồi. Câu này thì quá dễ rồi đúng không? 135 và 200, tức là chúng ta sẽ lấy 135 chia cho 200 rồi nhân với 100. Được chưa? Đấy, thì nó cũng là một cách. Hoặc chúng ta sẽ lấy gì? 135 này nhân với 100, đúng không? Rồi chia cho 200 thì nó cũng ra. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ được kết quả là 67,5%. Được chưa? Rồi, và đáp án ở đây sẽ là đáp án A. Rồi chúng ta đến với bài số 2 này. Bài số 2 họ cho mình một cái vườn hoa hình chữ nhật. Hình chữ nhật nghe các em. Chu vi này, họ cho mình là chu vi là 144 m. Chiều dài thì lại bằng 5/3 của chiều rộng. Đó, và họ hỏi chiều dài. Vậy thì họ hỏi chiều dài bằng bao nhiêu? Vậy thì nhìn vào đây thì các em phải tính nhẩm ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì đây là chúng ta làm cái đề thi và đây là câu trắc nghiệm. Do vậy chúng ta nhìn và chúng ta nhận diện được ngay. Đây là loại toán tìm hai số khi biết tổng và gì? Và tỷ số, đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cần nhẩm thôi. Tổng số phần bằng nhau. Đó, các em sẽ có ngay cái câu nhẩm tổng số phần bằng nhau. Đó là mấy nhỉ các em nhỉ? À, tổng số phần bằng nhau đây chính bằng 5 cộng với 3 thì sẽ bằng 8 phần, được chưa? Và người ta chỉ hỏi mình là chiều gì? Chiều dài, tức là chúng ta tìm số này, số lớn này. Vậy thì chiều dài sẽ là bao nhiêu? Chu vi, đây là chu vi này. Chu vi thì chúng ta phải tìm nửa chu vi mới ra một tổng nha. Vậy thì nửa chu vi sẽ bằng bao nhiêu? 144 này chia cho 2. Thế thì 144 chia cho 2 thì được 72, được không? Vậy thì chiều dài sẽ là bao nhiêu? Tổng số phần bằng nhau, tức là nửa chu vi, chia cho tổng số phần bằng nhau, tức là chia cho 8 này, nhân với số phần của chiều rộng. Số phần của chiều dài, họ cho mình chiều dài bằng 5/3 của rộng, tức là sẽ nhân với gì? Nhân với 5. 72 chia cho 8 thì được 9. 9 nhân 5 sẽ bằng 40 45. Như vậy chiều dài đây sẽ là 45 m. Rồi chúng ta sẽ tìm kết quả. Vậy đây sẽ là đáp án C. Rồi ta đến với bài số 3. Cái chữ số cần viết vào ô chấm của số 17, tức là 17 nè, với một cái số nào đó để có một số chia hết cho cả 2 và 3. Đó, chia hết cho cả 2 và 3. Vậy thì các em cần phải nhớ dấu hiệu chia hết cho 2.
Chia hết cho 2 là những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8, đúng không? Và số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số làm sao nhỉ? Tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Đó. Vậy thì nhìn vào đây, chúng ta có thể thấy nè, họ cho mình dữ kiện số 4, số 0, số 7 và số 6. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta có thể liệt kê ra số mà chia hết cho 2 ở đây. Đó là các số này, 4 này, 0 này, 6 này, có thể điền vào đây đúng không? Nhưng đây là những số chia hết cho 2 mà đề bài yêu cầu chia hết cho cả 2 và 3. Vậy thì chia hết cho 3 thì chúng ta được mấy đây rồi? 17 này. Là 7 cộng với 1 đúng không? 7 cộng với 1 thì đây sẽ được là số 8 này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy 3 cái số này mà chia hết này. 8 cộng với 4 này thì bằng bao nhiêu? 12 này. 8 cộng với 0 thì bằng 8 này. 8 cộng với 6 thì bằng 10, 14 này. Như vậy chúng ta thấy nè, 12 này có chia cho 3 không? 12 chia cho 3 được 4. 8 này có chia được cho 3 không? Không chia được cho 3. 14 cũng không chia được cho 3. Vậy thì chúng ta sẽ loại hai cái đáp án này và đáp án duy nhất đây sẽ là số mấy? Số 4 này, được chưa? Vậy kết quả của chúng ta đây sẽ là đáp án A. Rồi, chúng ta đi đến câu số 4 nhá. Trong các phân số này, họ cho mình các phân số này: 18 trên 7, 14 trên 14, 2010 trên 2011, 2010 trên 2015. Phân số nào là nhỏ nhất? Đó, vậy thì ở đây thông thường theo cái cách mà chúng ta học ở lớp 5 thì các bạn sẽ thường là các bạn sẽ sao? Các bạn sẽ đưa nó về chung mẫu số hết đúng không? Như vậy nếu mà làm theo cái kiểu này thì tốn rất là nhiều thời gian. Vậy thì ở đây có một cái cách nữa gọi là cái mẹo. Mẹo thì tất cả chúng ta đều so sánh cái phân số này với gì? Với 1 này. Được không? Đó, bây giờ chúng ta so sánh nó với 1 nha. 18 trên 17 này. Tử số lớn hơn mẫu số thì phân số này sẽ lớn hơn 1 này. 14 trên 14 này, phân số này sẽ bằng 1 này, đúng không? 2010 với 2011. 2010 trên 2011. Phân số này tử số nhỏ hơn mẫu số nên phân số này sẽ là phân số nhỏ hơn 1, đúng không? 2010 với lại 2015. 2010 với 2015. Vậy thì 2010 với 2015 tử số cũng nhỏ hơn mẫu nên phân số này sẽ nhỏ hơn 1. Được chưa? Vậy giờ ở đây chúng ta có thể tìm nhỏ nhất đúng không? Vậy thì cái anh mà lớn hơn 1 và bằng 1 này là chúng ta sẽ loại nó ra, đúng không? Đó. Như vậy thì giờ chúng ta chỉ cần việc so sánh hai cái anh này thôi. Hai anh này để chúng ta xác định anh nào là nhỏ hơn, đúng không? Đó. Vậy thì hai cái anh này có đặc điểm chung, các em thấy rồi. Hai phân số này có chung gì? Chung tử số. Có chung tử số thì phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì nó lại lớn hơn. Vậy thì 2011 này nhỏ hơn 2015. Do vậy phân số 2011 lớn hơn 2015. Vậy phân số nhỏ nhất ở đây chính là phân số 2010 trên 2015. Và chúng ta sẽ chọn đây chính là đáp án gì? Đáp án D, đúng không? Rồi, xong nhé. Được chưa nào? Rồi chúng ta đến với phần tiếp theo, đó gọi là cái phần tự luận. Với câu số 1 này, họ yêu cầu mình tính giá trị của cái biểu thức sau. Đó, họ cho mình này, cái biểu thức như thế này, bây giờ yêu cầu mình phải tính nó. Ở đây có phép cộng, có phép nhân, có phép trừ, nằm trong ngoặc nữa. Đó, vậy thì để làm được cái này thì chúng ta sẽ làm làm sao? Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện nhân trước, đúng không? Đó, chúng ta phải thực hiện cái phép nhân trước này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nha. 32,5 chúng ta giữ nguyên này, cộng với này 28,3 mà các em nhân với 2,7 thì chúng ta sẽ được kết quả là 76,41. Trừ đi 108,41
91 chúng ta giữ nguyên và nhân với 2013 chúng ta cũng giữ nguyên, được chưa? Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tuần tự cộng rồi đến trừ. Bây giờ chúng ta sẽ cộng ở đây, cộng hai cái này với nhau, đúng không? Vậy thì cộng ở đây chúng ta sẽ được bao nhiêu? 108,91, được chưa? Trừ đi 108,91 chúng ta giữ nguyên, được chưa? Đó. Và nhân với 20113. Vậy thì 108,91 trừ 108,91 thì cái này sẽ bằng gì? Bằng 0. 0 mà nhân với 2013 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 0 nhân với bất kỳ số nào thì nó cũng sẽ bằng gì? Bằng chính nó, tức là sẽ bằng 0. Được chưa? Vậy kết quả của bài này sẽ là bằng 0. Rồi, chúng ta đến với bài số 2 này. Bài số 2 chúng ta có hai cái bài toán. Bài toán thứ nhất là chúng ta sẽ giải tìm x trừ 6/7 bằng 5/2. Vậy thì bài toán này quá đơn giản rồi, đúng không? X ở đây là vai trò là số gì? Số bị trừ thôi. Vậy thì x sẽ bằng nào? 5/2. 6/7 bên này là trừ thì chúng ta chuyển sang đây sẽ là cộng với 6/7. Và x ở đây các bạn chỉ cần tiến hành quy đồng mẫu số chung đây sẽ bằng 10, 14 này. 7 nhân 5 bằng 3, 35. 2 nhân 7 bằng 10, 14 cộng với 2 nhân 6 bằng 10, 12 trên 2 nhân 7 bằng 10, 14, được chưa? Và x sẽ bằng tử phân số thứ nhất 35 cộng với tử phân số thứ hai là 10, 12 trên mẫu giữ nguyên. Rồi, vậy thì 35 cộng 12 thì x sẽ bằng bao nhiêu? 40, 47 trên 10, 14. 7/14 có tối giản nữa không? Hết rồi, không tối giản được, đúng không? Kết quả ở đây sẽ là 47/14 nhá. Rồi chúng ta sẽ thầy sẽ kẻ này để phân định ra cho các em nhìn dễ. Rồi đến câu B này. Câu B đây là phép chia, đây phép cộng. Đó. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta làm với cái loại toán này thì chúng ta cứ kệ nó, chúng ta sẽ chuyển cái dấu này, chuyển cái 2/3 này sang đây, được chưa? À, chúng ta vẫn giữ nguyên là 12/7 này. Chia cho x ở bên này chúng ta giữ nguyên này, bằng này 7/5 này. 7/5 bây giờ 2/3 ở bên này đằng trước nó dấu cộng, chúng ta sẽ chuyển sang đây nó là dấu trừ này. Đó, hiểu chưa? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục 12/7 chúng ta giữ nguyên, chia cho x này, bằng này. Chúng ta chỉ quy đồng hai cái phân số này thôi. Vậy thì hai phân số này chúng ta quy đồng với mẫu số chung là bao nhiêu? 15. Này các em có thể làm với giấy nháp đi cho nhanh nhé. 7/5 trừ 2/3. Đó, vậy thì 7/5 trừ 2/3 chúng ta quy đồng nó thì chúng ta sẽ được bằng bao nhiêu? 7 × 3 bằng 21, đúng không? 5 × 2 bằng 10 trên 5 × 3 bằng 10, 15. 21 trừ đi 10 thì còn mấy? Còn 11, phải không? Trên 10, 15, được chưa? Vậy thì đây sẽ bằng 11/10, 15. Rồi, bây giờ chúng ta thấy x ở đây là số chia, được chưa? X ở đây nó đóng vai trò là số chia, nên chúng ta sẽ chuyển cái 12/7 này như thế này, sẽ là 12/7 chia cho 11/10, 15, được chưa? Và bây giờ chia hai phân số thì mình tiến hành là nhân thì nhân đảo ngược sẽ bằng 12/7 nhân với 10, 15 trên 10, 11. Và x sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 12 nhân với 15/7 nhân 10, 11, được chưa? Và chúng ta nhân lên thì x sẽ bằng bao nhiêu? 12 × 15 sẽ bằng 180. 7 × 11 sẽ bằng 70, 77. Rồi, đó, như vậy kết quả của bài
số 2 này xong nhá. Chúng ta đến với bài số 3 này. Bài số 3 họ cho mình tại một cái kho gạo. Kho gạo nghe. Lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn. Đó, các em chú ý này. Lần thứ nhất là xuất đi 25 tấn này. Lần 1 là 25 tấn này. Lần thứ 2 xuất đi là 20 tấn này. Lần 2 là 20 tấn này. Còn lại trong kho thì bằng 97% ban đầu. Đó, và người ta hỏi mình gạo ban đầu bao nhiêu. Rồi, vậy thì đây là cái dạng toán tìm tỷ số phần trăm thôi, quá đơn giản rồi. Phần này thì ai cũng biết làm rồi đúng không? Chúng ta sẽ tính đầu tiên là tính số gạo xuất đi trong 2 lần, sau đó tính tỷ lệ phần trăm của nó là xong thôi. Chúng ta sẽ giải luôn nhá. Vậy thì số gạo. Bài làm nhá. Rồi, số gạo xuất đi trong 2 lần. Số gạo mà xuất đi trong 2 lần là đó. Lần thứ nhất là 25 cộng với lần thứ hai là 20 sẽ bằng 40-45 tấn. Được chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta thấy 45 tấn này. Vậy thì số gạo xuất đi nó chiếm cái tỷ số phần trăm khi mà xuất đi thì nó chỉ còn 97 thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tính là số gạo mà xuất đi chiếm số phần trăm gạo ban đầu là chiếm cái số phần trăm gạo ban đầu là đó. Vậy thì ban đầu nó sẽ phải là 100% đúng không? Trừ đi cái còn lại khi xuất đi thì là 97%. Vậy thì nó sẽ bằng 3%, và 3% đây chính là số gạo xuất đi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có 3% của gì 45 nè, thì chúng ta sẽ tính được cái số gạo ban đầu thôi. Vậy thì số gạo ban đầu trong kho là đó, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? Sẽ lấy 45 nè, chia cho 3 đó, và nhân với gì? Nhân với 100%. Được chưa? Vậy thì đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 45 chia cho 3 thì được 15, 15 nhân 100 thì bằng 1.500 tấn. Và đáp số của chúng ta bao nhiêu? 1.500 tấn. Rồi, xong nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài số 4 nhá. Bài số 4 họ cho mình tam giác MNQ vuông ở M. Đó, bây giờ chúng ta phải tiến hành kẻ cái tam giác này nha. MNQ này, chúng ta kẻ một cái tam giác MNQ nhá. Do cái bài này là một trong những cái bài toán tương đối là khó, vì vậy các em là cần phải có một cái sự tư duy rất là tốt. Đó, và từ cái này thì các em sẽ dần dần quen với cái chương trình của trung học cơ sở. Các cái bài toán chúng ta thường phải thực hiện bằng cách mà chúng ta sáng tạo, chứ không có giống như ở tiểu học họ cho sẵn hết. Tam giác này, tam giác MNQ vuông ở M. Vậy thì điểm M nó phải ở đây nhá. M nè, N nè, Q nè, được chưa? Vuông ở M nè, xong. Cạnh MN, tức là họ cho mình cái cạnh này. MN này bằng 21cm này, 21cm nhá. MQ tức là cạnh đáy này, đáy MQ này họ cho mình bằng 20cm, được chưa? Điểm K nằm trên MN sao cho KM bằng 5.25. Cái này 21 thì chúng ta ước lượng khoảng tầm này đúng không? Nó sẽ chia làm 4 đoạn, thì điểm K ở đây, thì cái đoạn này đây là điểm K này, K nằm trên, và họ cho mình cái điểm K đây này bằng 5.25 đó,
tức là đoạn KM đây nè. À, chúng ta phải chú ý cái đoạn KM này nhá. KM đây bằng 5,25 cm. Đó, được chưa? Từ K chúng ta kẻ một cái đường thẳng song song với MQ và cắt NQ ở E, tức là song song với MQ và cắt ở điểm E. Đó, vậy thì thầy sẽ dùng cái bút hay chúng ta gọi là viết đỏ để chúng ta kẻ ở đây nhá. Hai đường thẳng song song với MQ này, được chưa? Đó, một cái đường thẳng và cắt NQ này tại một cái điểm này, điểm này gọi là điểm E, được chưa? Rồi, và họ yêu cầu mình tính độ dài của cái đoạn KE này này. Đó, cái đoạn này thì giờ bây giờ họ yêu cầu mình tính, được chưa? Vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy là gì, cái đường mà chúng ta tính toán ở đây ấy, tương đối là khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái dạng toán này là chúng ta phải tính độ dài của cái đoạn thẳng, gọi là đoạn thẳng gì, KE, được chưa? Vậy thì để tính được cái này thì chúng ta phải kẻ thêm một số những cái đường phụ. Đó, ví dụ ở đây chúng ta có thể kẻ thêm một cái đường phụ này, kẻ một cái đoạn từ E, chúng ta kẻ một đoạn thẳng mà song song với KM. Đó, để làm gì? Để chúng ta tính được diện tích. À, chúng ta kẻ một cái đoạn thẳng này song song với KM và chúng ta tạm đặt tên cái đoạn này gọi là đoạn H này. Vậy chúng ta thấy này, EH sẽ bằng KM, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì đây nó sẽ là hai cạnh của hình chữ nhật, đúng không? Đều là chiều rộng, được chưa? Và thầy cũng sẽ nối từ điểm M đến điểm E một cái đường chéo của cái hình chữ nhật. Mục đích chúng ta nối cái này để làm gì? Để các em nhìn ra nè, để các em nhìn ra một cái tam giác gọi là NME. Đó, NME. NME này để làm gì? Để chúng ta tính được diện tích của tam giác MNE này. Tam giác MNE này, chúng ta tính được cái tam giác này thì chúng ta mới tính được cái đường cao. Đó, KE đây chính là đường cao của gì? Của tam giác này, được chưa? Đó, bởi vì sao? Bởi vì nó vuông góc ở đây mà, được chưa? Vậy thì thầy sẽ tô ở đây để cho chúng ta có một cái nhìn cho nó dễ về việc mà chúng ta tính cái đoạn thẳng KE này nhá, được chưa? Đó, thầy sẽ tô này. Cái này là do là chúng ta làm nháp để chúng ta hiểu. Đó, do vậy là gì, trong cái quá trình chúng ta làm thi thì chúng ta không có tô màu và sử dụng nhiều cái màu viết, được chưa? Chúng ta chỉ sử dụng một màu duy nhất, thống nhất từ đầu đến đuôi. Đó, vậy thì là mục tiêu của chúng ta là phải tính được diện tích của tam giác NME này. Để làm cái gì? Để khi có diện tích tam giác thì chúng ta sẽ tính được đường cao KE, được chưa? Đấy, chú ý về cái chiêu và thủ thuật ở đây, được chưa? Và cái bài toán này tương đối là khó, do vậy chúng ta sẽ tuần tự giải nó như thế này, được chưa? Ở cái hình thì tạm thời chúng ta kẻ, thầy sẽ không kẻ lại cái hình vào trong cái bài giải này nữa nhé. Và thầy sẽ tiến hành là bài giải ở đây luôn, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta này, ta sẽ có lời giải này. Từ điểm E này, chúng ta hạ một cái đường EH, hạ đường cao EH của cái tam giác này, tam giác EMQ, được chưa? Từ E chúng ta kẻ đường cao, kẻ EH vuông góc với, đó, sau này chúng ta học ký hiệu vuông góc là như thế này nhá. Đó, vuông góc với gì? Với MQ. Đó, vuông góc với MQ. Với MQ, được chưa? Thì lúc này chúng ta có gì? Vuông góc với MQ thì lúc này chúng ta sẽ có, lúc này chúng ta sẽ có, ta có gì? EH này sẽ bằng KM và bằng mấy? Bằng 5,25. Ta có nè, EH bằng với KM và bằng 5,25 cm, đúng chưa?
Đó. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta đã kẻ xong rồi thì chúng ta sẽ kẻ thêm một cái đường gọi là đường EM. M này để làm gì? Để chúng ta xác định được một cái tam giác. Được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ của chúng ta sẽ tính diện tích của tam giác EMQ này. Đó, diện tích của tam giác này. Diện tích của tam giác EMQ này bằng bao nhiêu này. Tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích của cái tam giác lớn luôn này. NMQ bằng bao nhiêu. Đấy, khi tính được diện tích tam giác này thì chúng ta sẽ suy đa được diện tích của tam giác NEM. Suy đa diện tích tam giác NEM này sẽ bằng diện tích của tam giác lớn đúng không? MNQ trừ đi diện tích của tam giác EMQ. Được chưa? À, khi tính được diện tích này thì chúng ta sẽ tính được đường cao thôi. Được chưa? Sẽ tính được đường cao KE bằng bao nhiêu. Đó, mục đích của chúng ta là vậy, được chưa? Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính diện tích của tam giác EMQ nhé. Rồi. Diện tích tam giác EMQ này. Ta thầy đưa sang đây đi cho nó dễ nha. Đây, viết lời giải ở đây đi. Diện tích tam giác EMQ. Diện tích tam giác. Diện tích của tam giác EMQ. EMQ là. Đó, vậy thì EMQ đây chúng ta có dữ kiện hết chưa? E này, M này, Q này. Chúng ta có dữ kiện chưa? Có đáy bằng 20 này, có chiều cao. Chiều cao này bằng bao nhiêu? Bằng 5,25, được chưa? Vậy thì chúng ta chỉ việc thay số vào thôi. Sẽ bằng 20 nhân với 2,25 được bao nhiêu, chúng ta chia cho 2, được chưa? Rồi, và thực hiện cái phép tính này chúng ta sẽ được kết quả là 52,5. Đây đơn vị là cm vuông. Xong. Được chưa? Chúng ta đã tính được diện tích rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích của cái tam giác lớn này. Diện tích tam giác gì? MNQ, được chưa? MNQ là tam giác MNQ chúng ta cũng đã có dữ kiện hết rồi. Có chiều cao, có cạnh đáy rồi. Ta cũng chỉ việc thay số vào thôi. Sẽ bằng 20 nhân với 21 chia cho 2. Rồi 20 nhân 21 chia 2 thì chúng ta sẽ được kết quả là 210 cm vuông. Rồi, có diện tích của hai tam giác rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính được diện tích của tam giác NEM. Vậy thì diện tích của tam giác NEM là đó, sẽ bằng diện tích của tam giác MNQ trừ đi diện tích của tam giác EMQ thôi. Sẽ bằng 210 trừ đi bao nhiêu? 52,5. Và khi thực hiện phép trừ này chúng ta sẽ được kết quả là 157,5 cm vuông. Được chưa? Rồi, bây giờ có diện tích rồi thì sẽ có được đường cao thôi. Vậy thì độ dài của cạnh hay là đoạn cũng được, đúng chưa? Độ dài của đoạn đi nhá. Cạnh hoặc là đoạn T
thẳng. Cạnh đây chính là gì? Chiều cao đó. Độ dài của đoạn thẳng KE là đó. Ở đây sẽ bằng diện tích này 157,5. Diện tích nhân với 2 rồi chia cho gì? Diện tích nhân 2 rồi chia cho chiều. Chia cho cạnh đáy đúng không? Chia cho 20, 21. Và khi các em thực hiện phép tính này, chúng ta sẽ được kết quả là 10, 15 cm. Đó. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ có đáp số 10, 15 cm. Rồi, xong nhé. Rồi chúng ta đến với bài số 4 nè. Bởi vì bài 3 và bài 4 đây là những cái bài mà sẽ mang tính chất là loại trừ những cái học sinh mà tốt để vào các cái lớp chuyên, lớp chọn. Đó, do vậy thì cũng giống như bài số 4 thì cái bài số 5 này nè cũng sẽ là một trong những cái bài tương đối là khó mà các em cũng chưa gặp bao giờ hết. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ giải cái bài này. Ở đây họ yêu cầu mình tính là tính nhanh, nhưng thực ra cái bài này không thể tính nhanh được, đúng không? Bởi vì sao? Bởi chúng ta thấy đây là một tổng của rất là nhiều các cái phân số. Vậy thì cách mà chúng ta làm ở đây á, là chúng ta phải tách từng cái phân số này ra để làm sao để cho chúng có những cái nhân tố chung. Do chúng ta chưa học ở lớp 6 nên chúng ta chưa có học về cái nhân thừa số chung này kia vân vân. Đấy, do vậy là rất là khó. Vì vậy là ở đây thì chúng ta chỉ tách ra, tách làm sao để tất cả những cái phân số còn lại này đều có chứa phân số 1/2 này. Đó, để làm gì? Để chúng ta sẽ gom nó lại nhé. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tách này. Như vậy thì 1/2 này thì sẽ bằng 1 trừ đi 1/2, đúng không? Hiểu không? Tức là 1 mà trừ đi 1/2 thì nó cũng bằng chính nó, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thử quy đồng, tức là 1/1. 1/1 thì cũng bằng gì? Bằng 1. Đúng không? Đấy, vậy thì ở đây 1/2 này chúng ta sẽ tách nó ra. Được chưa? Sẽ bằng này 1 trừ 1/2 này, được chưa, cộng với này đến phân số 5/6. Phân số 5/6 thì chúng ta cũng sẽ tách ra bằng 1 trừ mấy các em nhỉ? 1/6, đúng không? Đó, vì sao lại là 1 trừ 1/6? Bởi vì 1 mà trừ đi 1/6 thì 1/6 thì nó bằng 5/6. Các em quy đồng lên đây, tức là 1/1. 1/1 thì tức là sẽ bằng 6/6 trừ đi 1/6. 6/6 trừ 1/6 thì bằng 5/6. Được chưa? Đấy, do vậy chúng ta phải tách ra như thế này nhá. Rồi cộng với nè, 11/12 cũng sẽ bằng 1 trừ đi bao nhiêu? 1/12 nhá. Rồi cộng với nè, 19/12 cũng sẽ bằng 1 trừ đi 1/19 nha các em. Đây là 19/20 thì sẽ là 1 trừ đi 1/20. Được chưa? Rồi cộng với 29/30 thì cũng sẽ bằng 1 trừ đi 1/30. Rồi tiếp theo 41/42 cũng sẽ bằng 1 trừ 1/40, 42. Được chưa? Rồi cộng với 55/56 thì cũng sẽ bằng 1 trừ đi 1/50, 56. Được chưa? Rồi cộng tiếp nè, 71/72 thì cũng sẽ bằng 1 trừ đi 1/70, 72. Rồi và chúng ta tiếp tục lại phải xuống dòng rồi, bởi vì không có đủ giấy ở đây. Rồi cộng với nè, 89/90 thì chúng ta cũng sẽ tách bằng 1 trừ đi 1/90. Được chưa? Và bây giờ chúng ta thấy nè,
tất cả những cái phân số mà chúng ta vừa tách ra đây đều có chung một cái hạng tử, đó là gì? Số gì? Số 1 hết nè. Chúng ta đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy chúng ta sẽ có 9 cái con số 1 cộng với nhau, đúng không? Vậy đây sẽ bằng nè. Sẽ bằng nè. Được chưa? Mà ngoặc ra nhá. Ta lấy hết tất cả các con số 1 ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, được chưa? Đó, sẽ có 9 con số 1 với nhau. Và đằng sau này sẽ là gì? Phép trừ. Vậy thì trừ đây thì mỗi một cái phép tính ở trong ngoặc này, chúng ta đã lấy đi một con số gì? Số 1 rồi. Nhưng mà chúng ta đặt trừ ở đằng trước thì trong ngoặc này phải là dấu gì? Dấu cộng hết. Được chưa? Trừ đi 1 phần 2 nè. Cộng nè. Ở đây sẽ là 1 phần 6 nè. Cộng ở đây sẽ là 1 phần bao nhiêu? 1 phần 12 nè. Cộng ở đây sẽ là bao nhiêu? 1 phần 20 nè. Rồi cộng tiếp nè. 1 phần 3. 30 nè. Cộng tiếp nè. 1 phần 42. Cộng với 1 phần 56. Cộng với 1 phần 72. Và cộng với 1 phần 90, được chưa? Đấy, vậy thì ta đã đưa về cái dạng như thế này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ thấy nè, đây là 9 con số 1 cộng với nhau thì nó sẽ bằng mấy nhỉ? À, 9 con số 1 mà cộng với nhau thì đây sẽ bằng số gì? Số 9 thôi. 9 này trừ đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho tất cả những cái thừa số ở đây nè, tách nó ra để chúng ta gì, gom nó lại, được chưa? Và bây giờ ở đây 1 phần 2 thì chúng ta sẽ lại tách cái thằng 1 phần 2 này ra như thế này, sẽ bằng 1 trên 2 ở đây, tức là mẫu là 2 đúng không? Trên này 1 nhân 2 cộng với 1 phần 6 nè. 1 phần 6 thì chúng ta sẽ tách nó ra là 2 nhân với 3. 1 trên 2 nhân 3. Đó, bài này họ bảo mình tính nhanh thì không thể nào mà tính nhanh được, đúng không? Rồi, 1 phần 12 thì chúng ta sẽ tách nó ra bằng 3 nhân 4 nè. 3 nhân 4 cộng với 1 phần 20 thì chúng ta sẽ tách ra bằng 4 nhân gì? 4 nhân với 5 cộng với 1 phần 30. 30 thì sẽ bằng 5 nhân với 6 cộng với 42. 42 thì sẽ bằng 6 nhân 7. 6 nhân 7 cộng với 56. 56 thì bằng mấy? 7 nhân 8. 1 trên 7 nhân 8 cộng với 72. 72 thì sẽ bằng 8 nhân 9, đúng không? 8 nhân với 9 và cộng với 90 thì sẽ bằng bao nhiêu? 9 nhân với 10, được chưa? Rồi, bây giờ sau khi chúng ta tách ra xong thì chúng ta sẽ thấy một điểm gì? Một điểm chúng ta có thể triệt tiêu được tất cả những cái phân số mà nó còn có các cái hạng tử giống nhau, đúng không? Vậy thì đây sẽ còn bao nhiêu? Đây sẽ bằng nè, 9 nè. 9 ta vẫn giữ nguyên đúng không? Trừ đi, mở ngoặc ra, 1 trừ 1 phần 2 nha. 1 trừ 1 phần 2 cộng với mấy? Cộng với 1 phần 2. Tiếp theo cộng với 1 phần, chúng ta sẽ triệt tiêu những cái hạng tử, cộng với 1 phần 3 này, cộng với mấy? À, xin lỗi kem này, 1 trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 2, được chưa? Cái này là trừ chứ, trừ đi, trừ 1 phần 3 cộng với 1 phần 3, được chưa?
hãy trừ đi 1/4 cộng với 1/4 này, trừ đi 1/5 cộng với 1/5, rồi trừ đi 1/6 cộng với 1/6, rồi tiếp tục cứ như vậy, trừ đi 1/7 cộng với 1/7, trừ đi 1/8 này cộng với 1/8, đúng không? Trừ đi 1/9, trừ đi 1/9 cộng với 1/9, và cuối cùng ta chỉ trừ đi 1/10, được chưa? Đấy, chúng ta đóng ngoặc lại, được chưa nào? Rồi, vậy bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta thấy tất cả ở đây là cứ cộng và trừ thì nó sẽ là gì? Sẽ là chỉ tiêu hết. Còn ví dụ 1 - 1/3 cộng 1/3, hay nói cái khác là gì, 1/3 - 1/3 thì nó sẽ hết thôi. Và như vậy thì ở đây chỉ còn bao nhiêu? Chỉ còn là 9 nè, trừ đi nè 1 nè, trừ đi gì? Trừ đi cái anh cuối cùng nè, anh 1/10 thôi, trừ đi 1/10, được chưa? Đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể 1 mà trừ đi 1/10 thì ai cũng biết làm rồi. Ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 9 nè, trừ đi 1 mà trừ đi 1/10 tức là sẽ bằng 9/10, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ quy đồng nó thôi. 9 mà trừ đi 9/10 thì chúng ta quy đồng lên đây sẽ là 90, 90 trừ đi 9 thì còn là 81/10. 81/10 thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 8,1, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là kết quả của cái bài toán này. Và cái bài toán này thông thường thì họ chỉ cho mình có 1 điểm vào bài này để chọn những em mà học tốt ấy, vào các cái lớp chuyên, được chưa? Đấy, như vậy thì đến đây thì thầy đã hướng dẫn cho các em xong về cái đề tuyển sinh của lớp 6 ở cái tỉnh của thầy đó. Và nếu như cái đề này hay thì các em có thể chia sẻ đến các cái bạn đang học lớp 6 mà chuẩn bị phải thi vào những cái trường chuyên, lớp chọn, được chưa? Đấy, thì những cái đề này thầy nghĩ là nó sẽ giúp ích phần nào cho các bạn. Và nếu các em muốn tiếp tục ra những cái đề dạng ôn luyện vào lớp 6 như thế này nữa thì các em hãy để cái lời bình ở dưới cái video này nhé. Rồi, và bây giờ thầy chào các em.